Tại Quảng Ngãi hôm qua là ngày thứ hai, các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại tổ máy số 1 thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Đội chó nghiệp vụ cũng đã được quy động vào hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Lực lượng công an quân đội đã được tăng cường vào tìm kiếm, sử dụng mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường để đánh hơi xác định vị trí nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, đến chiều tối qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện phương tiện cơ giới vẫn đang tiếp tục giải phóng khối lượng lớn đất đá tại khu vực sạt lở để triển khai các phương án tìm kiếm.